Hello dòng người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ phiên bản mới nhất của Delta là phiên bản V51. Những phiên bản cũ thì nó sẽ yêu cầu các bạn update, các bạn xóa cho mình phiên bản cũ đi và các bạn tải lại cho mình phiên bản mới. Link thì mình sẽ để trong phần mô tả video nhé. Các bạn bấm vào và làm theo cái hướng dẫn của cái link đó để các bạn tải cho mình cái phiên bản này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách để get key cái phiên bản này nhé. Để get key được thì các bạn sẽ bấm vào chữ get key này, bấm vào chữ copy key này. Sau đó thì các bạn sẽ đóng game đi và các bạn mở cho mình cái trình duyệt Google Chrome. Các bạn dán cho mình cái link key vào đây. Đó, dán cho mình link key vào đây. Sau đó thì các bạn mở cái link này cho mình. Ok chưa? Ở cái bước này thì các bạn sẽ đợi nó nhá. Các bạn sẽ không cần phải làm bất cứ một cái gì cả. Nó sẽ tự động exit, nó sẽ tự động chuyển hướng sang cái bước tiếp theo. Ở cái bước này các bạn bấm vào chữ continue thì ngay lập tức nó sẽ mở sang một cái trang mới. Các bạn nhìn nhá, nó mở sang một cái trang mới thì các bạn nhanh tay các bạn tắt đi. Sau đó các bạn quay trở lại cái trang này. Các bạn bấm lại vào continue cho mình. Đó, ở cái bước này thì các bạn get key nó như cái phiên bản codec nhá, rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ bấm vào cái nút chuông này, bấm vào cái chuông, sau đó thì các bạn nhanh tay các bạn tắt đi. Các bạn quay trở lại này, các bạn bấm vào đọc bài viết này. Sau đó các bạn cũng nhanh tay các bạn tắt đi, các bạn quay trở lại cái bước này. Ở bước này thì các bạn sẽ đợi cho mình khoảng 15 đến 20 giây là nó sẽ tự động tích V ở mục số 1 này, tích V ở mục số 2 và unlock content. Ở đây là 2/2 thì các bạn sẽ đợi cho mình khoảng 30 giây. Đó, nó sẽ mở ở mục số 2 trước, sau đó thì nó sẽ mở mục ở số 1. Tổng thời gian chúng ta đợi sẽ khoảng 30 giây. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Cái này thì các bạn get key codec và acid thì các bạn đã có quen thuộc rồi đúng không? Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào unlock content cho mình. Ở bước này thì các bạn sẽ đợi nó nhá. Các bạn sẽ đợi nó thì nó đang tạo ra cho bạn một cái key này. Các bạn lưu ý cho mình là khi các bạn bấm vào chữ continue thì nó sẽ mở sang một cái trang mới. Thì các bạn nhanh tay các bạn tắt nó đi. Các bạn quay trở lại cái trang này, các bạn bấm vào continue cho mình. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái key. Thì các bạn copy cho mình cái key này. Sau đó các bạn sẽ vào game. Get key cái phiên bản Delta này nó rất là đơn giản. Nó đơn giản hơn Flusoe rất là nhiều. Và tất cả những phiên bản Flusoe hiện giờ đang bị lỗi key. Thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái phiên bản Delta mới nhất này để các bạn chơi được, để các bạn có thể hack được game Blackfoot 21. Và video sau thì mình sẽ chia sẻ cho phiên bản Delta Lite nhá. Phiên bản Delta Lite này nó rất là nhẹ. Nó nhẹ hơn phiên bản này rất là nhiều. Và trong video này thì mình sẽ lên một cái phiên bản gốc trước để cho các bạn trải nghiệm cái phiên bản gốc. Thì ngày mai mình sẽ lên video về cái phiên bản Delta Lite. Tại vì bây giờ nó cũng khá là muộn rồi, nó cũng tối rồi. Bình thường mình úp video vào 12 giờ trưa, chứ mình cũng không úp vào cái tầm này đâu. Nhưng mà vì nó vừa có phiên bản Delta Lite, vừa có điện tạo phiên bản Delta V51 thì mình đành phải lên video ở cái thời điểm này luôn. Không biết là khi mình lên ở cái giờ này thì có nhiều người xem hay không. Thì mình hẹn các bạn ở video sau nhé. Video sau thì mình sẽ lên cái phiên bản live cho anh em xem. Ok, đến bước này thì tất cả các bạn đều biết. Đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách get key cái phiên bản này. Thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ với giáo dục mình. Mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhỏ nhiều thôi. Còn bây giờ thì ok, bye, chào mọi người.